Một cái. I still love you. Thúy xin chào ông bà cô chú anh chị quay trở lại với nhà Thúy Yuri ở Phần Lan. Và nhà Thúy vẫn ở nhà gỗ, nhưng mà hôm nay thì nhà Thúy sẽ đi về lại thành phố cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì nhà cùng mời cô chú anh chị đi một vòng nhà gỗ với nhà Thúy để đi xem cái rừng Việt Quất ở phía sau ra cho nhà bây giờ đã như thế nào rồi nhá. Tại vì phía xung quanh nhà gỗ thì Việt Quất rất là nhiều luôn, tại vì nó xung quanh toàn là rừng mà. Nhưng mà bữa giờ Thúy vẫn nói chưa ra xem tại vì lo chơi quá. Bây giờ nhà Thúy đang ăn sáng và uống cacao. Em Mun đang uống cacao để đi xong rồi để ra sân chơi. Mà Bon đang ở trên gác. Bây giờ em Mun lại đòi lên gác để chơi với em Bon. Cái bố bé lên. Tại vì ở Yere đang ở trên kia chơi với em Bon, thế là Moon thấy thích quá, thế là đòi đèo lên mà cái gác này nguy hiểm, Yuri phải bế Moon lên. Em Moon chán rồi đó, bây giờ là hai anh em lại rủ nhau xuống đi ra chơi trampoline cô chú anh chị ạ. Tại vì hai đứa thích nhảy nhảy cái đó lắm, mà cái ở nhà thì không còn nữa, thế là mỗi lần về nhà cũng rủ ra. Bỏ ra ngoài chơi đi con. Ngoài chơi cho mắt. Mở cửa cho mẹ nè. Hay quá. Cho em Moon ra với. Moon ra với. Moon ra với. Hai anh em chơi vui nha. Oppo. Oppo à, Oppo phải đó, phải Oppo, Oppo đây nè. Oppo đây nè. Anh ơi, uống cà phê không? Uống đi. Vì ơi, lên đây nào. Vì ơi Vinh chào chào ơi. Quay về. Có ai đến chưa? Cuca tu lê. À ha. Bé Sa đến chưa? Wow, hoa xinh thế. Hoa này thì sao? Vivi, hoa này thì sao? Moon. À, của Moon hả? Wow, cho Moon cái này nữa này. Xinh quá trời á. Ừ, achiu. À, một cái. Nữa không? Em hái hoa nữa không? Ha ha nữa à? Đây. Đi na. Mẹ giúp à? I still love you. Em Bon ơi. Vi đi chào thuyền mẹ không? Một cái. Superman Vishu đến này rồi, húp à.
À mẹ hút ba hả? Ok. À, đóng cửa đóng. Em mau đóng cửa đi. Đóng cửa đi con. Em mẹ đóng hả? Em đóng cho à, em bé xíu xíu làm sao đóng cái cửa cao thế mà. Ngay cả Yuri cũng thích chơi cái nhún nhảy nữa cô chú anh chị ạ. À. Kiểu các anh bé ở Phần Lan thường thì sẽ có cái trò chơi này ở sân nhà. Những cái người mà có kiểu giống như là nhà riêng ấy thì có sân vườn ấy thì người ta sẽ có gắn cái này để cho em bé chơi. Tại vì nó cũng giúp cho em bé phát triển chiều cao nữa rồi thể lực rồi. Nó cũng rất là, nói chung là rất là tốt cho sự phát triển của cơ và xương của em bé của chú anh chị. Con ôi ơi. Em muốn đi chơi thuyền. Em muốn đi chơi thuyền. Em muốn vào, em muốn đi chơi thuyền. Muốn đi với mẹ, em muốn đi với bố. Cuối cùng thì em Bon và em Moon cũng được đi chèo thuyền. Tại vì cả mấy hôm nay thì không dám đi một mình với em Bon hoặc em Moon. Ít nhất phải có Yuri ở bờ nhìn ra hoặc là có Yuri đi cùng ấy, thì nó vẫn an toàn hơn. Thế là hôm nay thì Yuri cũng đồng ý đi, Yuri và Bon đi một thuyền. Còn Thủy với em Moon đi một thuyền. Cho em Moon đi hoa hả? Ok, mẹ đi hái hoa cho Moon nhé. Ok. Em Moon này đòi hái hoa súng, kiểu đòi hái hoa để tặng bà nội. Thế là thì phải vừa chèo thuyền vừa tìm hoa hái cho em Moon, cô chú anh chị ạ. Mà cái hồ này hồi xưa là hoa súng nhiều lắm, mà xong rồi bố với cả bác hàng xóm là cắt bớt đi rồi. Và muốn hái nhiều bông súng quá. Em mua lên tặng Mung Mô nhé. Mang lên tặng bà nội nhé. Rớt mất một bông hả? Hai đứa ơi. Hai đứa chơi cát đây hả? Chơi ở đây không phải gần nước nhé. Mung Mô Papa ngồi đó trông hai đứa nhé. Trời ơi, mẹ xịt mũi rồi sao? Con mũi nó vẫn cắn em ta. Em bon vào mặc áo khoác vào nhá. Mũi nó cắn rút hết máu. Hai anh em chơi ở đây không được lại gần nước nhá con. Nghe chưa? Nghe chưa Moon? Nghe Moon nghe rồi, anh Bon phải nói em nhá. Bảo vệ em nha chưa Bon? Nha. Giỏi quá. Con qua bên. Con tránh xa mấy cây to ra nhá, khỏi mũi nó cắn nhá. Muốn mang kính kiểu gì á? Muốn mang kính ngược hả? Ủa? Ủa? Muốn... Mẹ đổi kính lại cho Moon nhá. À không đổi hả? Ok, để kính thế cho đẹp. Nhìn lên nè, nhìn cho bà cô chú xem Moon có kính đẹp nè. Wow. Yes. Con mang kính vào đi. Hâm á? Hâm. Bây giờ Thủy và anh Yuri sẽ đi dạo mọi người ạ. Tại vì hai bé đang chơi dưới cát, hôm nay trời khá là ấm. Nhưng mà đi qua cái rừng này thì rất là nhiều muỗi luôn. Cái rừng này thì cũng có việt quất nhưng mà nó sẽ kiểu như là cái cây nó quá tốt ấy thì lúc mình hái việt quất nó dễ bị gọi là bị gì đâu, bị dập trái, tại vì cái cành cây nó hơi nhiều mọi người ạ. It is nice but you're not working here so much. You go very car. We have Musica. Đây là rừng việt quất cô chú anh chị đây. Năm nay là việt quất đây này nhưng mà nó còn chưa chín. Mà sắp đến mùa rồi. Quả cũng tạm được, không có quá nhiều mà cũng không quá ít đấy ạ. Mọi người xem việt quất rừng nhá. Mọi người xem này.
Này, việt quất rất là nhiều trái luôn. Đây, phía dưới tán lá nhá. Nhìn ở trên này thì không thấy gì, nhưng mà khi mà lật tán lá ra này, nó rất là nhiều và dày này. Ao, nhưng mà cũng rất là nhiều muỗi. Đây, đây nữa. Này, có quả này còn chín rồi này. Anh đi xuống đi. Không, cái này bị sâu. Đây, rất là nhiều việt quất luôn. Đó. Thôi bỏ xuống xuống rồi lên chơi. Ôi, ôi bi bi nặng quá. Ôi, ôi, ôi. Ôi ôi ôi, ba Pi Pi. Vi lộn nhào cho papa xem. Vi lộn nhào cho papa xem nếu nào. Lộn nhào mà. Vi về hay Vi ở lại đây? Ở lại đây hay đi về? Đi về hả? Ừ. Đúng rồi, tất nhiên phải cho em Moon về cùng rồi. Ừ. Phải cho em Moon về cùng ta. Bố mẹ đi đâu là Moon đi đó. Con voi đâu? Em Moon có con voi đâu? Wow. Chét cái bụng xuống. Wow, con voi vậy, thấy con voi. Ui. Chét cái bụng xuống, chét cái bụng xuống. Mẹ còn đi sauna nữa. Mẹ đi xông hơi xong mình mới về. Muốn đi xông hơi mẹ không? Hay con chơi với kê tù đi. Con qua chơi. Chơi kê tù xong rồi mình đi về. Nhá. Dồ, bố mẹ đi xông hơi xong đã. À pu ha. Nơi nhà Thúy sống thì thuộc ở phía miền Nam của Phần Lan, miền dưới này của Phần Lan. Còn cái nơi khu nhà gỗ thì thuộc về gần như là miền Trung của Phần Lan. Cho nên trái việt quất ở khu phía dưới Thúy sẽ chín sớm trước một tuần. Sau đó thì mới đến trái ở phía nhà gỗ mới chín cô chú anh chị ạ. Từ nhà gỗ về Thúy đi thăm rừng là tại thấy trái việt quất ở đây đã chín tím hết cả rừng như thế này rồi. Mặc dù là trái còn bé. Tại vì đầu mùa mưa nó chưa rơi nhiều ấy, cho nên quả nó chưa có to lắm. Hôm sau là Thúy đi hái việt quất luôn cô chú anh chị ạ. Và Thúy đi cùng với bạn và mẹ của bạn. Tại vì mẹ của bạn Thúy ở Việt Nam qua chơi. Thế là trong cái thời gian chơi thì tranh thủ đi hái việt quất để trải nghiệm công việc hái việt quất ở Phần Lan ấy. Và trái ở đây thì chín, nhìn có vẻ chín khá nhiều. Nếu mà mình hái bằng tay thì ăn rất là ngon. Nhưng mà nếu mà dùng cái xúc này thì không có xúc được nhiều lắm. Tại vì quả nó vẫn còn, thực ra vẫn còn kiểu ương ương ấy.
thì cho nên cái cuống của nó còn cứng và dai, cho nên khi mà mình xúc thì sẽ không xúc được nhiều và nó sẽ bị lọt ra, hoặc là do cái gầu xúc của Thúy nó bị dở ấy, nên trái bị lọt hết ra ngoài. Thế là chắc đợt này về Thúy phải thay cái gầu khác của chú anh chị ở đây. Trước khi mà Thúy đi hái việt quất thì Thúy có đăng bài để bán hàng, nếu mà mọi người ai có đặt hàng thì Thúy mới đi hái không cô chú anh chị ạ. Thì lượng đặt hàng cũng tầm 10 xô, nhưng mà Thúy có hẹn là không có lấy một lúc thì sẽ chia ra, tuần này thì người này lấy, tuần sau người kia lấy. Vì Thúy cũng không có thể đi hái hàng ngày được, vì Thúy chưa có thể lái xe để đi hái, nên phải đi cùng với bạn, hoặc là tranh thủ vào cuối tuần ấy thì mới đi được, hoặc là sau khi mà giờ làm thì Thúy có thể đạp xe đi hái trái. Nhưng mà khi nào có khách đặt hàng thì Thúy mới đi hái, chứ Thúy không có hái đại trà. Tại vì nếu mà hái đại trà thì trái nó sẽ không được ngon và được tươi khi mà khách nhận hàng nữa, và như thế thì mình cũng không muốn. Tại vì mình bán năm nay mình vẫn muốn giữ khách năm sau. Như chỗ này thì trái vẫn nhiều, nhưng mà nó chưa chín hẳn, có những quả vẫn còn nâu ở phía đầu ngọn ấy. Đây, nó nằm dưới tán lá hết rồi. Và việt quất mà có phấn như thế này thì mình rất là thích luôn. Và cái vị của nó ăn cũng kiểu nó thanh thanh, ngọt ngọt thanh rồi á mọi người. Và việt quất này mọi người không nên ăn từng trái nhé, người phải hái cả nạm bỏ vào miệng luôn. Đó, rất là nhiều luôn này. Ngon không con? Bà ba đã ăn một trái. Con có cái này, con một trái ăn. Con bơ đây một trái cho nó ăn. Ok. Ngon à. Về thì hai em bé thấy Yuri tập thể dục buổi tối thì hai anh em cũng tập thể dục cô chú anh chị ạ. Tại vì thực ra bây giờ đã khuya rồi nhưng mà hai đứa vẫn chưa chịu ngủ tại vì trời còn sáng. Thế là em Bon kêu khi nào trời tối mới đi ngủ, thay thành ra toàn thức đến tầm 10 giờ đêm. Thế Thúy cũng tranh thủ làm chả giò, xong rồi Thúy sẽ bỏ tủ lạnh tại một tủ đông ấy. Để khi nào ăn thì mình chỉ cần lấy ra chiên thôi, vừa tiết kiệm thời gian và để cho tiện nữa. Mỗi lần làm thì Thúy sẽ làm tầm hơi nhiều một chút xíu, thể chia ra tầm 3-4 lần ăn ấy. Em mua thì thấy mẹ làm nãy giờ không được nghỉ ngơi, cho nên là đi massage mẹ, massage hết cổ vai gáy này. Tại lúc nãy em mua thấy bố massage cho mẹ thì là muốn học theo. Bởi vậy người ta nói là con cái khi nào cũng nhìn lên bố mẹ để học theo, bố mẹ là tấm gương của con cái là như thế đấy. Thế cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ ngon.